Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Châu Á, châu lục mà đất nước Việt Nam của chúng ta là một thành viên, cũng chính là châu lục có diện tích và dân số đông đúc nhất thế giới. Trong các nền văn hóa châu Á, có một hình tượng linh vật thường xuyên được đặt ở một vị trí rất cao, đó chính là rồng. Dù có thể có những đặc điểm khác nhau rõ rệt, nhưng điểm chung giữa các hình tượng rồng của châu Á chính là ngoại hình mô phỏng bò sát, thân có thể có vảy hoặc lông, kích thước to lớn và đáng sợ. Chính vì thế, khi hóa thạch của khủng long bắt đầu được tìm thấy ở châu Á, nhiều loài khủng long được công bố thì một số người đã đặt nghi vấn rằng liệu hình tượng rồng trong văn hóa của nhiều quốc gia châu Á có phải bắt nguồn từ khủng long hay không. Dẫu vậy thì cơ sở của giả thuyết này tương đối lỏng lẻo, bởi người xưa hầu như không phân biệt được sự khác nhau giữa các nhóm động vật. Họ có thể đào được hóa thạch từ trong lòng đất, nhưng đó chưa chắc là hóa thạch của khủng long mà có thể là hóa thạch của bất kỳ nhóm động vật cổ đại nào từng tồn tại trước con người. Ví dụ như lòng cốt hay xương rồng, một dạng hóa thạch được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Quốc. Khi đem đi xét nghiệm thì các nhà khoa học nhận ra rằng đó phần lớn là xương hóa thạch của động vật có móng vuốt, hay long sỉ cũng vậy. Dù giả thuyết đó đúng hay sai đến đâu thì tại châu Á, người ta càng ngày càng tìm thấy nhiều hóa thạch khủng long hơn và chứng minh rằng châu lục này từng là một không gian sinh sống quan trọng của các loài khủng long. Hơn thế nữa, nhiều hóa thạch được bảo quản cực kỳ tốt với dấu vết của lông vũ, cũng như các loài khủng long giống chim góp phần quan trọng vào việc chứng minh giả thuyết chim tiến hóa từ khủng long phi điểu và bản thân chim cũng chính là khủng long. Tuy có số lượng hóa thạch khủng long phong phú là vậy, nhưng phát hiện hóa thạch lại phân bố không đồng đều, trong đó một số quốc gia như Trung Quốc, Mông Cổ, Ấn Độ có số lượng hóa thạch vượt trội so với các nước còn lại. Nhiều quốc gia ở châu Á chưa có may mắn phát hiện hóa thạch khủng long, trong đó có Việt Nam chúng ta. Hãy cùng hy vọng rằng điều đó sẽ thay đổi trong tương lai. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng Mê Khủng Long TV làm một tour tham quan châu Á và tìm hiểu lịch sử phát hiện cũng như nghiên cứu khủng long ở châu lục này. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Vào năm 1842, thuật ngữ dinosaur, tức khủng long chính thức ra đời, và kể từ đó con người chúng ta bắt đầu tìm thấy khủng long trên khắp thế giới. Có một số lượng không nhỏ những phát hiện mang tính tình cờ thay vì bắt nguồn từ những cuộc tìm kiếm có chủ đích, và ở Đông Nam Á, việc tìm thấy hóa thạch khủng long đầu tiên cũng diễn ra như vậy. Khi chủ nghĩa thực dân xâm nhập vào khu vực này và bắt đầu công cuộc khai hóa, họ buộc phải tổ chức những chuyến khảo sát, thám hiểm nhằm mục đích nghiên cứu khoa học thì ít, mà để vẽ bản đồ, đánh dấu vị trí tài nguyên nhằm đào, xúc mốc và trở về chính quốc thì nhiều. Nhưng may mắn là trong một chuyến đi như vậy vào năm 1936, nhà địa chất học người Pháp Joshua Hermann Hoppe đã phát hiện ra nhiều hóa thạch khủng long khác nhau, có thể coi là những hóa thạch khủng long đầu tiên được tìm thấy sớm nhất tại Đông Nam Á. Và điều thú vị là sau khi khai quật thì người Pháp đã chuyển những hóa thạch này về Hà Nội để nghiên cứu và mô tả. Chúng vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay và hiện đang được cất giữ và trưng bày ngay tại Bảo tàng Địa chất Việt Nam ở Hà Nội. Nếu có dịp thì Mê Khủng Long TV cũng rất muốn ra thủ đô yêu dấu để được nhìn tận mắt những hóa thạch này, và nếu bạn có điều kiện ở gần đó thì cũng hãy đến xem ngay đi nhé. Những hóa thạch này được Hoppe nghiên cứu, mô tả và xác định là một loài mới thuộc chi khủng long Titanosaurus với danh pháp khoa học là Titanosaurus phalloti. Nhưng về sau danh pháp này bị xếp vào diện nghi ngờ và những hóa thạch Hoppe tìm thấy được cho là thuộc về loài được xác định sau đó, Tanguayosaurus hoppeti, dù vẫn chưa chắc chắn hoàn toàn. Sau những hóa thạch được phát hiện tại Lào bởi những chuyến khảo sát của Hoppe vào cuối thập niên 1930 và đầu thập niên 1940, thì đến thập niên 1980, ngành cổ sinh tại đất nước láng giềng của Lào là Thái Lan mới bắt đầu liên tục nổ jackpot với các hóa thạch khủng long được phát hiện nối tiếp nhau, đưa Thái Lan trở thành quốc gia phát hiện nhiều hóa thạch khủng long nhất trong khu vực, với số loài hiện nay lên đến 13 loài, lớn có, nhỏ có. Mới nhất là Minimocursus funaensis, loài khủng long nhỏ dễ thương vừa được mô tả và công bố vào đầu tháng này với hóa thạch là một bộ xương có độ nguyên vẹn thuộc loại tốt trong số các hóa thạch được tìm thấy trên toàn Đông Nam Á. Ngành cổ sinh ở Lào cũng tiếp bước Thái Lan khi phát hiện hóa thạch khủng long sauropod ở bản Tanvay, tỉnh Savannakhet. Năm 1999, một nhóm nghiên cứu người Pháp do Ronan Allen dẫn đầu đã mô tả và đặt danh pháp khoa học cho loài khủng long sauropod mới phát hiện tại Lào là Tanguayosaurus hoppeti, vừa đề cập đến địa điểm khám phá hóa thạch vừa vinh danh Hoppe, người đầu tiên tìm thấy hóa thạch khủng long tại Đông Nam Á. Tiếp đó, vào năm 2010, các nhà nghiên cứu lại phát hiện hóa thạch của một loài khủng long ăn thịt lớn thuộc họ đại long xương gai ở Lào. Vào năm 2012, thì nó được đặt danh pháp khoa học là Ichthyovinator lausensis, có nghĩa là khủng long săn cá Lào.
Ngoài Lào và Thái Lan thì hóa thạch khủng long cũng được xác nhận đã tìm thấy ở Myanmar, Malaysia và gần đây nhất là Campuchia. Tuy nhiên, tình trạng bảo quản và mức độ chi tiết của những hóa thạch này không đủ để xác định loài. Do đó, có thể nói Lào và Thái Lan là hai quốc gia Đông Nam Á hiếm hoi hiện nay có loài khủng long đã được xác định với danh tính rõ ràng và đầy đủ. Với tổng cộng 15 và có thể là 16 loài đã được xác định, có thể thấy rằng dù chưa thật sự nhiều như những điểm nóng trên thế giới về hóa thạch khủng long, nhưng điều đó cũng cho chúng ta hình dung ban đầu về một hệ sinh thái thời đại khủng long khá phong phú ở Đông Nam Á. Chúng ta có những con sauropod cổ dài như Tangwayosaurus, Fuyangosaurus, chúng ta có những con theropod thuộc họ đại long xương gai chuyên ăn cá như Siamosaurus, Ichthyovinator, chúng ta có những cái tên săn mồi cỡ trung bình như Siamotyrannus, Vajiraptor hay Fuyangvinator. Chúng ta có những con khủng long hông chim như Ratchasimasaurus, Sirenhorner. Chúng ta còn có những loài chạy nhanh thuộc nhóm Ornithomimosauria như Kinnerimimus. Có thể nói sự thiếu vắng lớn nhất đến từ những con khủng long săn mồi thuộc nhóm bạo long có họ hàng với Tyrannosaurus và nhóm khủng long mang giáp Theriophora của những chi như Ankylosaurus hay Stegosaurus, điều mà chúng ta có thể hy vọng sẽ xuất hiện trong tương lai. Vậy nếu phải chọn, Mê Khủng Long TV sẽ chọn đâu là loài khủng long tiêu biểu của khu vực Đông Nam Á? Về cơ bản thì tôi rất thích hai cái tên khủng long ở Lào. Chúng là những phát hiện có độ nguyên vẹn tương đối cao. Chẳng hạn như khủng long Tangwayosaurus được xác định từ 38 đốt sống đuôi, một đốt sống cổ và một chi sau. Trong khi đó, Ichthyovinator có phần hông tương đối hoàn chỉnh cùng một số hóa thạch đốt sống ở cổ và đuôi chưa được mô tả khác. Tangwayosaurus cùng với Fuyangosaurus ở Thái Lan là hai chi khủng long sauropod cỡ trung bình có chiều dài từ 15 cho đến 20 mét. Trong khi đó, Ichthyovinator lại là chi đại long xương gai lớn nhất trong khu vực với chiều dài có thể lên đến trên 10 mét so với khoảng 8 mét ước tính của Siamosaurus. Trong khi đó, tại Thái Lan, con khủng long có hóa thạch nguyên vẹn nhất từng được tìm thấy là Fuyangosaurus với tổng cộng 65% bộ xương của nó đã được mô tả. Cái tên đứng thứ hai là chi khủng long mới phát hiện gần đây Minimocusur với khoảng 50% bộ xương được khai quật. Minimocusur chắc chắn sẽ được rất nhiều fan khủng long ở Thái Lan yêu thích nhờ kích thước nhỏ như thú cưng của mình. Ngoài hai cái tên vừa rồi ra thì Kinnerimimus cũng khá đáng chú ý khi là một trong những chi khủng long thuộc nhóm Ornithomimosauria cổ nhất từng được phát hiện trên thế giới với niên đại khoảng 133 triệu năm. Còn nếu xét trong số các chi khủng long ăn thịt, người Thái chắc sẽ thích cái tên Siamotyrannus, có nghĩa là bạo chúa Siam. Tuy nhiên trên thực tế, chi khủng long này lại không có liên quan đến họ bạo long, mà cái tên bạo chúa Siam chỉ được đặt do sự xác định nhầm lẫn ban đầu. Hiện tại vị trí của Siamotyrannus vẫn chưa được xác định cụ thể trong cây phả hệ của khủng long, chỉ biết rằng nó có thể thuộc họ Allosaurid hoặc là một loài Silurosauria nguyên thủy. Ngoài ra còn một cái tên không thể không nhắc đến, đó chính là khủng long có niên đại cổ nhất tại Đông Nam Á, hiện nay tạm được cho là Isanosaurus với niên đại có thể từ cuối kỷ Tam Điệp, khoảng 210 triệu năm trước. Chúng thậm chí có thể là một trong những loài sauropod cổ nhất thế giới. Tuy nhiên đáng tiếc là những nghiên cứu chi tiết hơn về chi khủng long này vẫn chưa được thực hiện và người ta chưa biết nhiều về mối quan hệ của Isanosaurus với các nhóm sauropod khác. Như vậy, cho đến lúc này chúng ta đã điểm qua khái quát lịch sử của những phát hiện khủng long ở Đông Nam Á cũng như một số cái tên khủng long tiêu biểu của khu vực này. Tuy nhiên, vấn đề khủng long không chỉ mang ý nghĩa khoa học mà còn có những ý nghĩa rất thiết thực đối với nền kinh tế của các quốc gia. Việc phát hiện ra khủng long là một cơ hội không nhỏ để các quốc gia trong khu vực phát triển khoa học và dịch vụ du lịch, nhất là khi những phát hiện đó diễn ra trên một đất nước coi du lịch là mũi nhọn của ngành kinh tế như Thái Lan. Đã có những bảo tàng khủng long được thành lập tại các địa điểm phát hiện ra hóa thạch khủng long ở Thái Lan, đồng thời ngành cổ sinh vật học cũng nhận được sự quan tâm rất lớn của hoàng gia, nhất là từ phía công chúa Sirenhorn, con gái của cố quốc vương Bhumibol và cũng là em gái của đương kim quốc vương Mahavajiralongkorn hiện tại, với nhiều khoản tài trợ quan trọng. Chính vì thế mà tên của công chúa đã được đặt cho một chi khủng long thuộc siêu họ Hadrosauridae, đó là Sirenhorner, cũng như một bảo tàng địa chất có nhiều hóa thạch khủng long là bảo tàng Sirenhorn. Ở tỉnh Khon Kae, nơi có vườn quốc gia Fuyang, địa điểm phát hiện hóa thạch của những chi khủng long như Fuyangosaurus hay Fuyangvinator, người ta đã xây dựng công viên khủng long Siwiang. Ở Pattaya cũng có vườn nhiệt đới non Nut với bộ sưu tập mô hình khủng long khá đồ sộ. Còn tại Lào ở tỉnh Savannakhet thì người ta đã thành lập một bảo tàng khủng long trong khuôn viên của bảo tàng tỉnh Savannakhet để trưng bày hóa thạch của Tangwayosaurus cũng như những hiện vật liên quan. Nhiều khách du lịch yêu thích khủng long cho rằng đây là một địa điểm đáng ghé thăm ở Lào, dù trong bảo tàng có hơi cũ kỹ một chút. Trong lúc chờ đợi Việt Nam phát hiện hóa thạch khủng long thì nếu bạn muốn xem hóa thạch khủng long hàng riêu, đâu sẽ là những lựa chọn tối ưu nhất về giá thành và khoảng cách? Như đã đề cập ở phần đầu thì bạn hoàn toàn có thể xem hóa thạch khủng long ngay tại Việt Nam, tại ngay Bảo tàng Địa chất Hà Nội, với những hóa thạch được cho là của khủng long Tangwayosaurus mà Hoffe đã khai quật từ tận thập niên 1930. Nhưng nếu bạn muốn nhìn thấy thứ gì đó nguyên vẹn hơn, địa điểm gần nhất bạn có thể đi, nếu xuất phát từ Hà Nội, chính là Lào, tại Bảo tàng Khủng long Savannakhet. Tại đây bạn sẽ được chiêm ngưỡng các đốt sống của Tangwayosaurus, loài sauropod dài 15 mét từng lang thang trên vùng đất ngày nay là Lào cách đây hơn 100 triệu năm trước.
Còn nếu bạn xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh thì hãy cân nhắc những bảo tàng khủng long tại Thái Lan, chẳng hạn như bảo tàng Sirinhorn, bảo tàng hóa thạch Korat hay bảo tàng khủng long Phuquyang. Tuy nhiên, nếu muốn chứng kiến những bộ xương khủng long nguyên vẹn nhất đang được trưng bày tại Đông Nam Á thì hãy đến với Singapore. Mặc dù đảo quốc nhỏ bé này chưa từng phát hiện bất kỳ hóa thạch khủng long nào, nhưng tại bảo tàng lịch sử tự nhiên Lee Kong Chian, họ đã mua 3 bộ xương khủng long thuộc họ Diplodocus được khai quật tại Mỹ vào các năm 2007 và 2010 với giá lên đến 12 triệu đô la để đem về trưng bày. Các bộ xương có độ nguyên vẹn lên đến 80% và 2 trong số đó mới còn giữ được hộp sọ, điều hiếm thấy ở các hóa thạch khủng long sauropod. Người ta thậm chí còn tin rằng đây là một gia đình khủng long hoặc chí ít là những con khủng long chung một bầy đã qua đời và hóa thạch cùng nhau. Rất xứng đáng để bạn đi xem đúng không nào? Ngày nay, nước Nhật mà chúng ta biết là một quần đảo nằm ở rìa đông của châu Á. Tuy nhiên, trong quá khứ thì quần đảo này từng là một phần của các siêu lục địa như Laurasia và Eurasia. Chỉ đến khoảng 56 triệu năm trước thì sự trôi dạt của mảng kiến tạo Thái Bình Dương đã dần dần kéo vùng đất là Nhật Bản ngày nay sang phía đông, mở ra biển Nhật Bản để tạo thành hình thế như hiện tại. Đó là những hiểu biết ngày nay về lịch sử địa chất của Nhật Bản thời cổ đại, đặc biệt là vào đại Trung Sinh, thời đại mà khủng long bắt đầu trỗi dậy và thống trị trái đất. Tuy nhiên, suốt một thời gian dài thì trong nhận thức chung của người dân Nhật, họ tin là quần đảo Nhật Bản có lịch sử rất trẻ và chỉ mới hình thành trong khoảng vài triệu năm đổ lại. Nếu các bạn đọc truyện Doraemon, hẳn các bạn sẽ nhớ chi tiết Doraemon từ chối kiếm cho Nobita một con khủng long vì cho rằng nước Nhật không có khủng long, hay hai anh bạn lo sợ lũ khủng long mà họ dụ từ Trung Quốc sang sẽ rơi hết xuống biển vì khi đó chưa có quần đảo Nhật Bản, vân vân mây mây. Có thể giới khoa học không nghĩ vậy, nhưng chí ít thì rất nhiều người Nhật từng tin là như vậy. Trên thực tế thì người Nhật đã từng tìm ra một chi khủng long từ trước chiến tranh thế giới thứ hai và thậm chí họ còn lấy tên quốc gia của mình để đặt danh pháp khoa học cho chi khủng long này. Đó chính là Nipponosaurus sagellinensis, được phát hiện vào tháng 11 năm 1934 tại tỉnh Karafuto. Tuy nhiên, điều đáng buồn là tỉnh này lại nằm trên đảo Sakhalin, vùng đất về sau đã bị sáp nhập vào Nga như một phần thỏa thuận sau khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai với việc nước Nhật cùng phe phát xít bại trận. Do đó, dù mang tên nước Nhật nhưng Nipponosaurus ngày nay không còn được coi là một chi khủng long của Nhật. Tiếp sau đó là một khoảng trống gần 50-60 năm mà người Nhật không hề nghe tin về bất kỳ loài khủng long nào được tìm thấy trên nước họ. Có lẽ nhiều người Nhật yêu thích khủng long khi đó cũng đã từ bỏ hy vọng rằng đất nước họ từng có khủng long sinh sống. Cần nhớ rằng người Nhật rất yêu thích khủng long. Họ chính là những người đầu tiên ở phương Đông du nhập thuật ngữ dinosaur và dịch sang thành Kyoryu theo Kanji, chuyển sang Hán Việt có nghĩa là khủng long. Họ cũng tạo ra những biểu tượng văn hóa liên quan đến khủng long mà nổi tiếng nhất có lẽ là Godzilla vào năm 1954. Thế nên, việc không tìm thấy bất cứ hóa thạch khủng long nào có lẽ là một điều khó chấp nhận với các fan khủng long ở Nhật lúc bấy giờ. Tuy nhiên, việc phát hiện ra khủng long đôi khi diễn ra rất tình cờ và không phải cứ cố ý tìm là thấy, trong khi bằng một sự may mắn ngẫu nhiên nào đó ở một địa điểm tình cờ nào đó, không cần là một nhà cổ sinh vật học, bạn hoàn toàn có thể tìm thấy hóa thạch khủng long. Trước thập niên 1990 thì vào những năm cuối thập niên 1980, người Nhật đã tìm thấy lẻ tẻ một số hóa thạch khủng long tại tỉnh Fukui, nhưng chưa xác định được loài. Đến năm 1990, tại tỉnh Fukuoka, một cựu cầu thủ môn khúc quần cầu trên băng từng chơi cho tuyển quốc gia Nhật tên là Masahiro Sato đã bất ngờ tìm thấy một chiếc răng khủng long hóa thạch, về sau được xác định là răng của một loài khủng long theropod hay còn gọi là khủng long chân thú. Đến năm 1992 thì nhà cổ sinh vật học Yoshihiko Okazaki chính thức hoàn thành mô tả và đặt danh pháp cho loài khủng long này là Wakinosaurus satui. Trong đó tên loài satui dùng để vinh danh người đã tìm ra hóa thạch và đây chính là loài khủng long đầu tiên được người Nhật xác định và đặt tên sau Nipponosaurus sagellinensis mà tôi đã đề cập ở trước đó. Và nối tiếp phát hiện của Masahiro Sato là những phát hiện khác trong niềm hân hoan của những người yêu thích khủng long tại Nhật Bản. Nhiều hóa thạch được phát hiện trong phần còn lại của thập niên 1990 và đến năm 2000, số lượng các loài khủng long Nhật Bản được xác định và công bố bắt đầu gia tăng. Theo thống kê của đài Asahi, vào tháng 2 năm 2023 thì hiện nay tại Nhật Bản đã có đến 40 địa điểm phát hiện hóa thạch khủng long, từ vỏ trứng, dấu vết cho đến xương cốt của khủng long. Trong số các địa điểm có hóa thạch khủng long ở Nhật Bản thì tỉnh Fukui nổi lên như một điểm nóng với phần lớn hóa thạch được khai quật tại đây. Chính vì thế, có đến 4 chi khủng long được đặt tên theo tỉnh này gồm Fukui Raptor, Fukui Venator, Fukui Saurus và Fukui Titan. Tính tổng cộng cho đến năm 2021 thì Nhật Bản đã có 11 loài khủng long được xác định, trong đó có đến 5 loài được tìm thấy tại hệ tầng Kidatani thuộc tỉnh Fukui.
tất cả đều có niên đại phân trắng sớm hoặc phân trắng muộn, và hơn hết chúng có quan hệ khá gần gũi với các loài khủng long của Trung Quốc hay Mông Cổ, do nước Nhật từng nối liền với đại lục châu Á trong đại trung sinh. Dù chưa phải quá nhiều, nhưng số lượng hóa thạch khủng long này cùng với hóa thạch của nhiều nhóm sinh vật khác như lưỡng cư, bò sát, cá sấu, rùa cũng đã phần nào đủ để nói lên rằng nước Nhật thời cổ đại có một hệ sinh thái đa dạng và phong phú. Và trong lúc chúng tôi đang thực hiện video này thì người Nhật lại tiếp tục công bố chi khủng long thứ 12 được tìm thấy trên đất nước họ, đó là Tyrannomimus fukuyensis, cũng là loài thứ 6 đến từ tỉnh Fukui. Nghe tên thì có vẻ hao hao khủng long bạo chúa, nhưng thực chất đây là một loài có họ hàng với Deinocheirus thuộc nhóm Ornithomimusauria. Chúng được đặt danh pháp Tyrannomimus có ý nghĩa bắt chước bạo chúa bởi một số xương của loài khủng long này có đặc điểm giống với khủng long thuộc liên họ bạo long Tyrannosauridae. Vậy thì nếu phải chọn ra loài khủng long tiêu biểu của Nhật Bản thì đó sẽ là loài nào? Sẽ hơi khó vì những loài khủng long Nhật Bản chỉ mới bắt đầu xuất hiện trong khoảng 30 năm trở lại đây, và do độ nguyên vẹn của hóa thạch không cao, hiểu biết về chúng vẫn còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, nếu phải chọn thì tôi sẽ chọn ra hai cái tên tạm gọi là ổn nhất. Trước tiên đó là Fukuraptor kitadaniensis, chi khủng long săn mồi có thể coi là lớn nhất Nhật Bản hiện tại, với chiều dài có thể lên đến 5m. Chúng thuộc nhánh Megaraptora, với đặc trưng là chi trước dài cùng cấu trúc cơ thể thích hợp cho việc chạy nhanh. Hóa thạch của Fukuraptor kitadaniensis khá phổ biến trong hệ tầng Kitadani, điều đó nói lên vị thế nhất định của nó trong hệ sinh thái cổ đại tương ứng. Loài khủng long thứ hai mà người Nhật muốn nhắc đến có lẽ sẽ là Tambatitanis amicitii. Chúng hiện là loài khủng long sauropod lớn nhất được biết đến trên lãnh thổ Nhật Bản, với chiều dài lên đến 14m và cân nặng ước tính khoảng 4 tấn. Với những hóa thạch được thu thập vào khoảng năm 2006-2010, sau đó được mô tả và định danh vào năm 2014, Tambatitanis amicitii sớm nhận được sự quan tâm của người yêu khủng long ở Nhật. Đài truyền hình NHK từng đặt Tambatitanis amicitii xuất hiện trong loạt video về khủng long của họ. Việc phát hiện hóa thạch khủng long chắc chắn có ý nghĩa rất lớn đối với người Nhật. Như đã nói, họ là những người rất yêu thích khủng long. Khủng long xuất hiện trong nhiều sản phẩm và văn hóa của họ, từ truyện tranh manga cho đến hoạt hình anime. Vì thế, không khó để tưởng tượng được sự vui mừng của người Nhật khi tìm thấy hóa thạch cũng như những loài khủng long của riêng họ. Chính phủ Nhật cũng thể hiện sự quan tâm đến lĩnh vực cổ sinh khi đã tài trợ cho 3 dự án khai quật hóa thạch khủng long kéo dài trong 4-5 năm, lần 1 từ năm 1989 đến năm 1993, lần 2 từ năm 1995 đến năm 1999 và lần 3 từ năm 2007 đến năm 2010. Cả 3 lần đều thu được nhiều kết quả khả quan. Và đương nhiên rồi, bên cạnh giá trị khoa học thì khủng long cũng mang đến những giá trị to lớn về văn hóa và du lịch. Tỉnh Fukui nên phát hiện nhiều hóa thạch khủng long nhất Nhật Bản đã nhanh chóng biến điều này thành một lợi thế của địa phương. Chính quyền tỉnh đã cho xây dựng một trong những bảo tàng khủng long lớn nhất châu Á, là bảo tàng khủng long tỉnh Fukui. Bảo tàng này có kiến trúc hết sức độc đáo, trông như một quả cầu kính khổng lồ nằm trên mặt đất. Bảo tàng được xây dựng trên một diện tích lên đến 30.000m2 và phần diện tích sàn là 15.000m2, thuộc hàng lớn nhất trong số các bảo tàng cổ sinh ở Nhật Bản cũng như châu Á. Được khánh thành vào năm 2000, kể từ đó đến nay, bảo tàng khủng long tỉnh Fukui đã đón hàng triệu lượt khách tham quan và tìm hiểu về đời sống tiền sử ở Nhật Bản. Và không chỉ dừng lại việc xây dựng bảo tàng thì chính quyền tỉnh Fukui còn cho dựng rất nhiều mô hình khủng long có kích cỡ tương đương kích thước thật của những con khủng long này khi còn sống để trưng bày khắp nơi, đặc biệt là ở các nhà ga của tàu Shinkansen, nơi dễ dàng để các du khách trong nước và nước ngoài nhìn thấy. Theo một quan chức tỉnh Fukui thì họ hy vọng thể hiện một thế giới khủng long sống động chẳng kém gì các công viên chủ đề, nhằm nâng cao danh tiếng cho tỉnh nhà. Thậm chí là tại nơi được mệnh danh là Vương quốc khủng long của Nhật Bản, những hàng ghế công cộng cũng mang bóng hình của khủng long, như những gì một người dân địa phương tên là Yusuke Terai phát hiện và đăng lên mạng xã hội hồi tháng trước, thu hút đến 6 triệu lượt xem và 140.000 lượt thích chỉ trong thời gian ngắn. Trong tương lai thì chính quyền tỉnh Fukui còn có dự định xây dựng khoa chuyên nghiên cứu về khủng long trực thuộc Đại học tỉnh Fukui. Đây sẽ là nơi quy tụ những sinh viên yêu thích khủng long trên cả nước để họ có thể học tập, nghiên cứu và trực tiếp tham gia vào việc khai quật hóa thạch khủng long. Còn gì hơn là tự tay bạn đào được một hóa thạch khủng long ngay chính trên quê hương đất nước của mình, đúng không nào? Chính vì thế, nước Nhật là một địa điểm đáng để ghé qua đối với người yêu khủng long châu Á. Bạn vừa có thể chiêm ngưỡng tận mắt những hóa thạch hàng real có độ tuổi lên đến cả 100 triệu năm, vừa có thể chụp hình lưu niệm với những mô hình chúng cũng real không kém. Thậm chí chúng còn có thể cử động và phát ra âm thanh nữa cơ. Nằm lọt thỏm giữa hai quốc gia hùng mạnh là Nga và Trung Quốc, Mông Cổ ngày nay dường như chỉ còn là cái bóng của chính cái tên này trong quá khứ. Đế quốc Mông Nguyên từng gieo rắc nỗi kinh hoàng trên khắp thế giới với những cuộc chinh phục của thành Cát Tư Hãn cùng các con cháu của ông ta trong một giai đoạn kéo dài khoảng 3 thế kỷ. Tuy nhiên, đây không phải là một video bàn về lịch sử của con người. Chúng ta hãy quay ngược thời gian thêm nhiều chục triệu năm nữa để trở lại thời đại khủng long.
Và vùng đất Mông Cổ mà chúng ta biết ngày nay là một thiên đường của nhiều loài thực vật và động vật thời tiền sử, trong đó có khủng long. Nơi ngày nay là sa mạc Gobi khô cằn hoang vu đã từng phủ đầy cây cối, sông ngòi và cả những sinh vật hoặc khổng lồ, hoặc có thể khiêm tốn về kích thước nhưng nhanh nhẹn, thông minh và là những mắt xích quan trọng của hệ sinh thái. Sau nhiều triệu năm kể từ sự tuyệt chủng của các loài khủng long phi điểu, tất cả những cảnh quan sinh động đó chỉ còn là dĩ vãng, để lại một vùng đất khô cằn và chết chóc mang tên sa mạc Gobi. Người ta hầu như không biết gì về sự tồn tại của một quá khứ huy hoàng của những loài khủng long vĩ đại trên vùng đất hoang vu này cho đến đầu thế kỷ 20. Đó là thời điểm các nhà khoa học, nhà cổ sinh vật học hay nhà cổ nhân học bắt đầu để ý tới các vùng đất châu Á trong những nỗ lực tìm hiểu về sự tiến hóa của sự sống cũng như của con người. Henry Fairfield Osborne, nhà cổ sinh vật học lừng danh người Mỹ, đã đề xuất giả thiết cho rằng châu Á chính là cái nôi của loài người. Vì vậy, ông đã kêu gọi tổ chức các cuộc thám hiểm đến châu Á, đặc biệt là vùng Trung Á trong suốt thập niên 1920 nhằm tìm kiếm hóa thạch cổ nhất của tổ tiên loài người. Một trong những nhân vật được giao trọng trách lãnh đạo các đoàn thám hiểm là Roy Chapman Andrews, một nhà thám hiểm tài ba và dũng cảm, người mà theo một số lời đồn là nguyên mẫu của nhân vật Indiana Jones trong phim Hollywood. Roy Chapman Andrews đã đặt chân đến Mông Cổ sau một chuyến hành trình khó khăn qua đất nước Trung Quốc đang bất ổn khi đó. Ông ngay lập tức bắt tay vào việc dấn sâu vào sa mạc Gobi để tìm kiếm những dấu vết của tổ tiên loài người. Tuy nhiên, nếu tính theo nhiệm vụ ban đầu thì ông hoàn toàn thất bại khi không thể tìm thấy những gì mà ông và Henry Fairfield Osborne mong muốn. Nhưng bù lại, ông cùng đoàn của mình đã phát hiện nhiều xương hóa thạch của động vật có vú và đáng chú ý hơn cả là hóa thạch của khủng long. Trong số những hóa thạch khủng long mà Roy Chapman Andrews tìm thấy, có ổ trứng khủng long đầu tiên trong lịch sử, bên cạnh hóa thạch của những chi khủng long như Protoceratops, Oviraptor, Velociraptor. Chuyến đi của Roy Chapman Andrews đã mở ra nhiều gợi ý cho các nhà cổ sinh vật học trên khắp thế giới về tiềm năng cổ sinh vật học của vùng đất Mông Cổ. Kể từ đó thì các nhà cổ sinh vật học đến từ nhiều nước như Liên Xô, Ba Lan, Nhật Bản và Trung Quốc đã có nhiều chuyến thám hiểm và khảo sát khác ở vùng sa mạc Gobi để tìm hóa thạch khủng long. Những chi và loài khủng long Mông Cổ mới liên tục được xác định từ những chuyến đi như vậy, chẳng như Talarurus năm 1933, Therizinosaurus vào năm 1954, Chacmosaurus năm 1955, Deinocheirus vào năm 1970, Nemectosaurus vào năm 1971 và Gallimimus vào năm 1972. Điều đó đã khiến cho Mông Cổ trở thành một trong những quốc gia có nhiều chi và loài khủng long được công bố nhất trên thế giới. Tính đến thời điểm hiện tại đã là gần 100 chi khác nhau, và số loài đương nhiên sẽ còn nhiều hơn bởi một số chi có thể có nhiều loài. Tổ chức UNESCO cũng công nhận, sa mạc Gobi ở Mông Cổ chính là khu vực có trữ lượng hóa thạch khủng long lớn nhất thế giới. Với điều kiện địa chất ưu đãi và sự hỗ trợ của các tổ chức và chuyên gia quốc tế, không ngạc nhiên khi Mông Cổ, dù là một đất nước còn được đánh giá là nghèo nhất châu Á, nhưng lại sở hữu một nền cổ sinh vật học rất phát triển. Nhà cổ sinh vật học nổi tiếng nhất của đất nước này có lẽ là Rinchen Basbo, sinh năm 1935. Basbo là người đã giúp thúc đẩy việc làm rõ quá trình tiến hóa từ khủng long đến chim và được khoa học thế giới đánh giá cao về tầm ảnh hưởng trong ngành cổ sinh vật học. Ông là người đã nghiên cứu và đặt tên cho nhiều loài khủng long Mông Cổ, đồng thời chính ông cũng được ghi công khi được lấy tên đặt cho một chi khủng long, đó là chi Basbodia. Cũng như chính phủ của các quốc gia Nhật Bản và Thái Lan, chính phủ Mông Cổ cũng có những động thái hết sức quan trọng để tận dụng lợi thế của quốc gia về hóa thạch khủng long, chẳng như thành lập Bảo tàng Khủng long Trung ương vào năm 1974, chuyên bảo tồn và trưng bày hóa thạch khủng long. Vào hồi cuối tháng 7 năm 2023, nước này cũng đã tổ chức festival khủng long đầu tiên trong lịch sử với hy vọng biến sự kiện này thành một lễ hội thường niên nhằm thu hút khách du lịch. Trong suốt liên hoan, du khách đã được chiêm ngưỡng các bộ sưu tập hóa thạch, các màn trình diễn ánh sáng laser, hình chiếu ba chiều và tham gia một chuyến đi đặc biệt cùng các thợ săn hóa thạch. Mông Cổ không hề giấu giếm tham vọng biến du lịch khủng long thành một mũi nhọn trong ngành du lịch của nước này. Thế nhưng, cũng có một thực trạng nan giải mà chính phủ Mông Cổ vẫn đang đau đầu chưa thể tìm ra cách giải quyết. Đó chính là nạn buôn lậu hóa thạch. Sự rộng lớn của sa mạc Gobi cùng những điểm yếu của các lực lượng chức năng đã biến sa mạc này thành một mỏ vàng đối với những kẻ săn trộm và buôn lậu hóa thạch. Nhiều hóa thạch quan trọng đã bị đào trộm và buôn ra nước ngoài, gây nhiều khó khăn cho các nhà cổ sinh vật học trong việc nghiên cứu chúng. Một trong những trường hợp tiêu biểu là Deinocheirus. Cái đầu của con khủng long này từng bị săn trộm và đưa ra nước ngoài suốt hàng chục năm, khiến các nhà khoa học không thể phục dựng chính xác ngoại hình của con khủng long cho đến khi họ tìm lại được cái đầu vào năm 2011 nhờ sự giúp đỡ của một nhà sưu tập người Pháp. Hay trong một vụ việc khác, một chiếc hộp sọ Chacmosaurus được đào lên từ Mông Cổ đã chu du đến Mỹ để trở thành vật đấu giá, sau đó rơi vào tay ngôi sao điện ảnh Nicolas Cage trước khi được chính phủ Mỹ thu hồi và trao trả lại cho Mông Cổ.
nhiều mẫu vật khác có thể không được may mắn như vậy và vẫn đang nằm trong tay những kẻ buôn lậu hoặc nhà sưu tập tư nhân, khoa học hoàn toàn không thể tiếp cận được. Có những sự việc mà đến bây giờ vẫn khiến các nhà cổ sinh học tiếp đứt ruột đứt gan, chẳng hạn như năm 1991, trong một chuyến thám hiểm do đoàn thám hiểm liên hợp của các nhà khoa học đến từ ba nước Ý, Pháp và Mông Cổ diễn ra tại khu vực Nemec. Họ đã tìm ra bộ xương không nguyên vẹn của một cá thể thuộc chi khủng long Tarbosaurus. Bộ xương không nguyên vẹn bao gồm xương chậu, xương đuôi và xương hai chi sau. Đặc biệt hơn, họ còn tìm thấy dấu vết của da ở khu vực lưng của bộ xương. Các nhà khoa học đã chụp lại hình ảnh của bộ xương vừa được khám phá, rồi sau này công bố trong một cuốn sách tiếng Pháp có tựa đề Khủng long và động vật có vú ở sa mạc Gobi, xuất bản năm 1992. Trong đó có đoạn viết mô tả vị trí, hình dạng và tình trạng của bộ xương hóa thạch. Tuy nhiên, có lẽ vì không đủ nhân lực, đoàn thám hiểm đã quyết định không thu thập hóa thạch này để đem về. Đó chính là điều khiến họ phải hối hận suốt nhiều năm về sau. Khi quay trở lại sau đó một vài năm, các nhà khoa học phát hiện bộ xương đã không cánh mà bay. Họ cho rằng bộ xương đã bị những kẻ săn trộm lấy đi, họ bị thời tiết phá hủy mà không để lại dấu vết gì. Dù sao thì với trữ lượng hóa thạch phong phú của mình, Mông Cổ vẫn cung cấp cho thế giới nhiều mẫu vật có độ hoàn chỉnh cao và tuyệt đẹp, chẳng hạn như hóa thạch khủng long tử chiến giữa một con Protoceratops và Velociraptor, hay hóa thạch mẹ khủng long Big Mama, trong đó có một con Citipati đang giang tay che chở ổ trứng của mình. Những phát hiện đáng chú ý gần đây của Natovinator, chi khủng long có khả năng bơi lặn giỏi nhất, được xác định từ trước đến nay với cỡ tả xương sườn giống chim cánh cụt, hay hóa thạch xương thanh quản khủng long đầu tiên ở loài Pinacosaurus grangeri. Thú vị hơn, có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên khi biết thế giới yêu thích khủng long Mông Cổ như thế nào. Có những chi và loài khủng long khi mới biết đến, tôi và có lẽ là nhiều bạn theo dõi mê khủng long TV sẽ nghĩ rằng đó là khủng long Mỹ, nhưng thực chất chúng có xuất xứ từ Mông Cổ. Nguyên nhân đơn giản là vì các nhà làm phim Mỹ rất ưu ái các loài khủng long Mông Cổ và thường xuyên đưa chúng vào các tác phẩm của mình. Quen thuộc nhất chính là Velociraptor, chi khủng long đã quá nổi tiếng qua các phần phim Jurassic Park và Jurassic World. Ngoài Velociraptor thì trong thương hiệu Jurassic World còn có sự góp mặt của Microceratus, Oviraptor, Gallimimus, Therizinosaurus hay Taposaurus. Còn trong loạt phim tài liệu Prehistoric Planet gần đây, chúng ta được nhìn thấy những hình ảnh sống động của Taposaurus, Deinocheirus, Mononychus, Nemectosaurus, Tachia, Therizinosaurus. Nhờ đó mà tên tuổi của những loài khủng long Mông Cổ càng được loan tỏa xa hơn, được biết đến nhiều hơn. Hy vọng rằng trong tương lai thì các nhà cổ sinh vật học sẽ tiếp tục có thêm nhiều phát hiện mới tại Mông Cổ, đồng thời chính phủ Mông Cổ sẽ nhanh chóng giải quyết được nạn buôn lậu hóa thạch để tránh những mất mát to lớn cho ngành cổ sinh nước này nói riêng và thế giới nói chung. Bản thân tôi cũng rất mong có một ngày được đến đất nước Mông Cổ để nhìn ngắm tận mắt những loài khủng long nổi tiếng tại đây, đặc biệt là Tarbosaurus, chi khủng long được mệnh danh là bảo chúa châu Á. Ba trăm triệu năm trước, hầu như toàn bộ các lục địa mà chúng ta biết ngày nay, châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, châu Úc và cả châu Nam Cực, tất cả đều nằm trong một lục địa duy nhất. Các nhà khoa học gọi lục địa khổng lồ ấy là Pangaea, có nghĩa là toàn bộ đất đai, hay mỹ miều hơn là toàn lục địa. Đến khoảng 200 triệu năm trước vào kỷ Tam Điệp, lúc này thì những cuộc chia ly của đại gia đình Pangaea bắt đầu diễn ra. Về cơ bản thì toàn lục địa tách thành hai khối lục địa nhỏ hơn là Laurasia ở phía Bắc, gồm Bắc Mỹ, châu Âu và phần lớn châu Á ngày nay trừ Ấn Độ và Ả Rập. Ở phía Nam là Gondwana, bao gồm Nam Mỹ, châu Phi, Madagascar, Ấn Độ, Ả Rập, Úc và Nam Cực. Sau đó nữa là những cuộc chia tách nhỏ hơn, trong đó Ấn Độ và Madagascar tách khỏi Gondwana vào khoảng 180 triệu năm trước, để rồi đến 90 triệu năm trước thì hai vùng đất này lại chia tay nhau. Ấn Độ trôi dần về phía lục địa Á-Âu, còn Madagascar vẫn đứng chờ chọi một mình suốt hàng chục triệu năm cho đến tận ngày nay. Do lịch sử như thế, các loài khủng long ở Ấn Độ có những nét độc đáo và riêng biệt không thể chứng kiến ở các loài khủng long châu Á khác, nhưng lại có mối liên hệ gần gũi với khủng long ở Madagascar, châu Phi và Nam Mỹ, chẳng hạn như họ khủng long Abelisauridae hay Dicryosauridae, một bằng chứng về sự kết nối giữa các vùng đất này trong quá khứ. Lịch sử nghiên cứu khủng long ở Ấn Độ cũng bắt đầu rất sớm, một phần là do người Anh đã bắt đầu kiểm soát các vùng lãnh thổ của Ấn Độ, cũng như biến chúng thành thuộc địa kể từ cuối thế kỷ 18, mà khi đó người Anh thì lại chính là những nhà tiên phong của ngành cổ sinh vật học. Chỉ 4 năm sau khi thuật ngữ dinosaur ra đời, tức năm 1828, tại Ấn Độ thì viên đại úy William Henry Sleeman đang làm việc cho đội quân viễn chinh của công ty Đông Ấn Hà Lan đã tình cờ phát hiện một đốt sống khủng long trong lúc đang đi tìm gỗ hóa thạch tại một ngọn đồi tên là Barasimla ở thành phố Jabalpur. Do không chắc chắn lắm về bản chất của những hóa thạch này, Sleeman gửi chúng qua tay nhiều nhà nghiên cứu khác,
cả nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp, và cuối cùng chúng được xác định là xương hóa thạch của vỏ sáp. Nhưng cũng phải 49 năm sau, vào năm 1877 thì nhà tư nhân học kiêm địa chất học Richard Lydekker mới chính thức xác nhận đây là hóa thạch xương khủng long, đồng thời thành lập một danh pháp mới cho những mẫu vật này, đó chính là Titanosaurus indicus, loài khủng long đầu tiên được xác định tại Ấn Độ. Trong thập niên 1860 và 1870, một số hóa thạch khác cũng được phát hiện và tiếp tục được Lydekker coi là loài thứ hai thuộc chi Titanosaurus, được ông đặt danh pháp là Titanosaurus blandfordi vào năm 1879. Bước sang thế kỷ 20, các nhà cổ sinh vật học nước ngoài như Friedrich von Huen và Charles Alfred Mattley là những người có công lớn nhất trong việc nghiên cứu khủng long ở Ấn Độ. Hầu hết các chi và loài khủng long Ấn Độ được phát hiện và đặt danh pháp trong nửa đầu thế kỷ 20 đều có sự đóng góp của hai nhà cổ sinh vật học này. Tuy nhiên, có một điều khá đáng tiếc là do những biến động của lịch sử, sự lạc hậu của quá trình khai quật cũng như công tác bảo quản và giữ gìn, nhiều hóa thạch khủng long đầu tiên của Ấn Độ đã bị thất lạc và hư hại, ngày nay hầu như chỉ còn được biết đến qua những hình vẽ. Ngoài ra thì bất chấp việc có những hóa thạch mới được phát hiện, việc nghiên cứu khủng long ở Ấn Độ đã trải qua sự gián đoạn khá lâu sau khi đất nước này giành lại độc lập từ tay đế quốc Anh vào năm 1947. Sau Brachiopodosaurus vào năm 1934, phải hơn 4 thập niên sau thì Ấn Độ mới có danh pháp khủng long tiếp theo được công bố, đó là Parabasaurus vào năm 1975. Sau đó thì nhiều danh pháp khủng long mới tiếp tục được xác định, đến nay đã là khoảng 26 danh pháp chi, đưa Ấn Độ lọt vào top 3 quốc gia có nhiều khủng long nhất châu Á, chỉ sau Trung Quốc và Mông Cổ. Không chỉ có hóa thạch xương khủng long, ở Ấn Độ còn có những dạng hóa thạch khủng long khác, chẳng hạn như dấu chân và đặc biệt là trứng. Mới đây thôi thì người ta đã phát hiện một khu vực sinh sản của khủng long hộ Pháp ở Ấn Độ với 92 chiếc tổ và khoảng 520 quả trứng tại thung lũng Narmada thuộc bang Madhya Pradesh. Cũng không lâu sau thì các nhà khoa học lại tiếp tục phát hiện người dân ở đây có tập tục thờ những viên đá hình tròn, sơn vẽ họa tiết tâm linh lên chúng và cúng dừa cho chúng. Sau khi phân tích thì họ nhận ra đây chính là trứng khủng long hóa thạch. Rất có thể, người Ấn Độ đã tìm thấy hóa thạch khủng long từ rất sớm và thậm chí coi chúng như những biểu tượng trong văn hóa tâm linh của họ, dù không ai có thể xác nhận điều này 100%. Vậy thì quần thể khủng long ở Ấn Độ khác biệt so với châu Á như thế nào? Bên cạnh những nhóm khủng long tương đồng, chẳng hạn như khủng long họ Pháp Titanosauria, Ấn Độ sở hữu những họ khủng long riêng biệt hầu như không từng được tìm thấy ở bất cứ đâu tại châu Á. Một họ Abelisauridae. Abelisauridae, hay dịch sang tiếng Hán Việt là á bối lực long, là một họ khủng long theropod ăn thịt với đặc trưng là hộp sọ ngắn và chỉ trước cũng ngắn, ngắn hơn cả T-Rex. Chi tiêu biểu của họ này, kể tên ra ai cũng biết chắc là Cagnotaurus. Họ khủng long này phân bố chủ yếu ở châu Phi, Nam Mỹ, Madagascar và Ấn Độ. Ở các nước châu Á khác chưa từng tìm thấy hóa thạch của một loài thuộc họ Abelisauridae. Trong khi đó thì ở Ấn Độ, chúng ta đã có ít nhất 3 danh pháp thuộc họ này, Gominosuchus, Rayasaurus và Rahiolisaurus. Chi Abelisauridae của Madagascar là Machungasaurus được cho là có họ hàng gần với các Abelisaurid ở Ấn Độ hơn là Abelisaurid của Nam Mỹ. Chúng cũng là nhóm khủng long theropod ăn thịt phổ biến nhất tại Ấn Độ. Hai lọ Dicryosauridae, họ khủng long sauropod có kích cỡ từ nhỏ đến trung bình, có cổ tương đối ngắn so với các sauropod khác và nằm trong siêu họ lương long. Năm 2023 thì một phát hiện tại Ấn Độ đã làm thay đổi hiểu biết của ngành cổ sinh về nguồn gốc của họ Dicryosauridae. Khi tại sa mạc Thar ở Ấn Độ, họ đã khai quật được hóa thạch của Tarosaurus indicus, một loài khủng long Dicryosauridae, cũng là loài đầu tiên thuộc họ này được tìm thấy ở Ấn Độ. Quan trọng hơn, niên đại của Tarosaurus indicus là khoảng 167 triệu năm, cổ nhất trong họ Dicryosauridae. Điều này làm khơi lên giả thuyết rằng họ Dicryosauridae có khởi nguồn từ chính vùng đất Ấn Độ ngày nay trước khi lan rộng ra châu Phi và Nam Mỹ. Ngoài Ấn Độ, châu Phi và Nam Mỹ ra thì chỉ có duy nhất hai loài Dicryosauridae được tìm thấy ngoài các khu vực từng là lục địa Gondwana trước kia, đó là linh vu long Shenki ở Trung Quốc và Suwasi ở Bắc Mỹ. Tất nhiên, vẫn có khả năng còn nhiều hóa thạch khủng long chưa được khai phá hết, nên những giả thuyết trên vẫn chưa nói được chính xác các diễn biến về kiến tạo lục địa hay trao đổi giữa các hệ sinh thái của các lục địa trên trái đất trong quá khứ. Có thể vẫn còn nhiều điều nữa đang chờ chúng ta khám phá trong tương lai, trong dữ liệu hóa thạch. Ấn Độ cũng không phải là không có những cái tên khủng long nổi tiếng, nhưng những cái tên đó lại tồn tại những vấn đề khiến chúng chưa thể được thế giới biết đến nhiều hơn. Tiêu biểu nhất chính là Titanosaurus, là một trong những loài khủng long được khám phá sớm nhất tại châu Á, nhưng sự mất mát về hóa thạch, đặc biệt là mẫu định danh đã khiến cho Titanosaurus được coi là một danh pháp đồng nghĩa và không còn hợp lệ nữa. Mặc dù có hẳn một nhánh khủng long được gọi tên dựa trên danh pháp Titanosaurus là Titanosauria, nhưng danh pháp này chỉ còn được xem là một phần của lịch sử. Một cái tên khác cũng gây tranh cãi là Brachiocephalosaurus.
Từng có những nghiên cứu dựa trên hình vẽ hóa thạch mẫu đỉnh danh của chi khủng long, tuyên bố rằng nó là khủng long lớn nhất từng tồn tại với kích thước có thể lên đến 40-45 mét chiều dài và cân nặng từ 170 cho đến 220 tấn, khiến nó trở thành động vật lớn nhất từng tồn tại trên hành tinh, vượt qua cả gặp voi xanh. Vấn đề là theo một báo cáo vào năm 2017, hóa thạch mẫu đỉnh danh của Blue Hadgeosaurus đã tan rã và biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại những hình vẽ hết sức sơ sài. Những ước tính khủng khiếp trên cũng không được phần lớn giới cổ sinh công nhận. Một điều đáng tiếc khác nữa là ngày nay, Ấn Độ chưa có một bảo tàng chuyên hẳn về khủng long. Nếu muốn xem hóa thạch khủng long ở Ấn Độ, bạn có thể cân nhắc những địa chỉ như Bảo tàng Địa chất ASI, Bảo tàng Khoa học BM Birla, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Ấn Độ. Ngoài ra thì ở Ấn Độ còn có một số công viên hóa thạch mở cửa cho khách tham quan, chẳng hạn như công viên hóa thạch Raioli. Nếu có dịp du lịch đến Ấn Độ và muốn chứng kiến những hóa thạch khủng long đặc trưng của Ấn Độ, hãy thử tìm đến những địa điểm này nhé. Trung Quốc, một quốc gia rộng lớn và trù phú. Người phương Tây gọi đất nước này bằng cái tên xứ sở của rồng và những hoàng đế. Rồng, hay trong tiếng Trung gọi là long, được xem là biểu tượng của hoàng gia, của quyền lực nhưng cũng là đại diện cho khát vọng mưa thuận gió hòa, vạn vật sinh sôi của người Trung Quốc. Không ai biết chắc hình tượng rồng đã khởi đầu như thế nào. Một số giả thuyết cho rằng người Trung Quốc cổ đại đã đào được xương của những sinh vật khổng lồ thời cổ đại. Từ đó tưởng tượng ra đó là di cốt của những sinh vật thần thoại, chẳng hạn như rồng hay kỳ lân. Trong số những di cốt hay hóa thạch mà chúng ta biết ngày nay, rất có thể đã có xương khủng long. Tuy vậy thì giả thuyết này gần như không thể kiểm chứng. Ngày nay thì người Trung Quốc vẫn sử dụng long cốt như một vị thuốc trong y học cổ truyền. Thế nhưng khi xét nghiệm thì long cốt này thực chất chỉ là xương hóa thạch của động vật có vú, không phải của khủng long như nhiều người vẫn tưởng. Lần đầu tiên hóa thạch khủng long chính thức được ghi nhận tìm thấy ở Trung Quốc là vào đầu thế kỷ 20, hay cụ thể hơn là vào năm 1902. Một sĩ quan của quân đội Nga Sao Hoàng trong lúc thám hiểm vùng biên giới giữa Nga và Trung Quốc đã phát hiện hóa thạch khủng long ở địa điểm ngày nay là huyện Gia Ấm, tỉnh Hắc Long Giang thuộc vùng Đông Bắc Trung Quốc. Nhưng hóa thạch này hóa ra là bộ xương không hoàn chỉnh của một loài khủng long mỏ vịt, về sau được nhà nghiên cứu người Nga Anatoly Ryabinin đặt danh pháp là Manchurosaurus amuresis, tức là thằn lằn mãn châu ở sông Amur vào năm 1925. Năm 1923 thì nhà địa chất Đàm Tích Trù đã trở thành người Trung Quốc đầu tiên tham gia vào một phát hiện khủng long khi cùng với nhà cổ sinh vật học người Áo Otto Zdansky tìm thấy hóa thạch của một loài khủng long giống khủng long mỏ vịt, và do đó ông cũng trở thành người Trung Quốc đầu tiên được đặt tên cho một chi khủng long khi nhà cổ sinh vật học Thụy Điển Carl Wieman dựa trên những hóa thạch mà Đàm và Zdansky tìm thấy để đặt ra một chi khủng long mới, đó là Tanius, với Tan là dạng Latin của Đàm. Tên loài Sinensis là để chỉ đất nước Trung Quốc, nơi tìm thấy hóa thạch. Những phát hiện sớm về hóa thạch khủng long của Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của các nhà cổ sinh vật học phương Tây, và vào khoảng thập niên 30 của thế kỷ trước, nhiều đoàn thám hiểm đã thu thập được hóa thạch khủng long ở Tân Cương, Nội Mông, Ninh Hạ và nhiều nơi khác với những thành quả đáng kể. Những năm từ năm 1933 đến năm 1949 là giai đoạn đặt nền móng cho nghiên cứu khủng long ở Trung Quốc, với vai trò ngày một lớn hơn của các nhà cổ sinh Trung Quốc như Dương Trung Kiện, Biển Mỹ Niên, bên cạnh các chuyên gia nước ngoài như Charles Gilmore. Những cái tên khủng long mới xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc, chẳng hạn như Tyrannosaurus, Omegasaurus, Luphangosaurus hay Sinosaurus. Sau khi nội chiến Trung Quốc kết thúc, phần lớn lãnh thổ Trung Quốc thống nhất dưới một chế độ với sự thành lập của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào tháng 10 năm 1949, nghiên cứu khủng long của Trung Quốc càng được tiến hành mạnh mẽ hơn và thu được một số thành tựu nhất định. Tuy nhiên, những thành tựu này lại bị hạn chế phần nào bởi chính sách đóng cửa của Trung Quốc cũng như những biến động của nền chính trị nước này. Chỉ sau khi tiến hành cải cách, thể hiện chính sách cởi mở hơn với phương Tây và nhận được sự hợp tác của các chuyên gia nước ngoài, ngành cổ sinh nói chung và chuyên ngành nghiên cứu khủng long nói riêng ở Trung Quốc mới nhận được một cú hích lớn, được các chuyên gia trong ngành gọi là cuộc bùng nổ khủng long của Trung Quốc. Cả trăm loài mới được khám phá với số lượng hóa thạch phong phú, với tình trạng bảo quản tốt đến mức không ngờ. Không chỉ là số lượng, chất lượng và tầm quan trọng của các hóa thạch khủng long ở Trung Quốc cũng khiến các nhà nghiên cứu quốc tế phải kinh ngạc. Có thể nói nếu ai đó không tin chim chính là khủng long hay chim tiến hóa từ khủng long cổ đại thì hãy đưa anh ta đến Trung Quốc để tận mắt nhìn thấy bộ sưu tập hóa thạch của nước này, trong đó chứa đựng những bằng chứng rõ nét nhất về quá trình chuyển tiếp từ khủng long phi điểu đến chim. Giữa thập niên 1990, một nông dân Trung Quốc đã phát hiện ra hóa thạch khủng long có dấu vết của lông vũ đầu tiên trên thế giới thuộc loài khủng long về sau được đặt danh pháp là Sinosaurus primer. Phát hiện gây chấn động thế giới này đã khởi đầu cho một cơn sốt hóa thạch khủng long ở Trung Quốc, đặc biệt là tại tỉnh Liêu Ninh.
Hàng nghìn mẫu vật khủng long giống chim và có lông vũ khác đã được phát hiện, trong đó các nhà khoa học xác định đến hơn 40 loài khác nhau. Lông vũ không chỉ xuất hiện ở các loài khủng long nhỏ mà còn hiện diện trên những loài khủng long lớn như Utilanus Wally, một bằng chứng cho thấy lông vũ có thể đã từng hiện diện trên tất cả các loài khủng long như một đặc điểm chung của nhóm động vật này. Tuy nhiên, cơn sốt khủng long cũng gây ra những vấn đề lớn cho ngành cổ sinh Trung Quốc. Trong một giai đoạn mà việc quản lý hóa thạch còn tương đối lỏng lẻo vào thập niên 1990, nhiều nông dân nghèo đã bắt đầu xem việc đào hóa thạch là một công việc tạm thời giúp họ giải quyết vấn đề cơm ăn áo mặc. Các hóa thạch chất lượng cao có thể được bán với giá lên đến hàng chục nghìn đô la, một số tiền đáng giá cả gia tài khi so sánh với mức thu nhập hàng tháng khi đó ở xứ sở tỷ dân. Đa phần các hóa thạch khủng long được trưng bày ở các bảo tàng Trung Quốc là do lực lượng này tìm thấy. Nhưng do không được đào tạo chính quy nên số hóa thạch do lực lượng nông dân tìm thấy phần nhiều bị hư hỏng. Họ cũng không có chủ trình độ để xác định những mảnh nào là của cùng một hóa thạch. Vì biết hóa thạch nguyên vẹn có giá hơn nhiều, nên họ đã tự mình ghép những mảnh vỡ lại với nhau mà không quan tâm đến tính chính xác của chúng. Và vì có những người rất giỏi trong việc ngụy tạo hóa thạch, nên nhiều khi những tay buôn hóa thạch cho đến những nhà cổ sinh học chuyên nghiệp không phát hiện ra điểm đáng ngờ gì các mẫu vật mà họ mua lại từ những anh nông dân này. Chấn động nhất chính là vụ tai tiếng Archaeoraptor, trong đó một đội ngũ gồm chủ bảo tàng, chuyên gia cổ sinh và biên tập viên của tạp chí National Geographic bị một anh nông dân Trung Quốc đánh lừa bằng một hóa thạch tổng hợp được ghép lại từ nhiều hóa thạch khác nhau. Ban đầu, những người liên quan dù nhận thức khá rõ nguy cơ họ đã mua phải hóa thạch giả, vẫn cố bưng bít và đặt danh pháp khoa học cho hóa thạch này là Archaeoraptor leoningensis, đồng thời tuyên bố nó là một mắt xích quan trọng của quá trình tiến hóa từ khủng long đến chim. Nhưng khi được đánh giá bởi các chuyên gia khác, họ nhanh chóng phát hiện những điểm bất thường và những phân tích sâu hơn cho thấy Archaeoraptor thực chất được ghép lại từ 3 mẫu vật khác loài. Nghiên cứu bị hủy bỏ, danh pháp Archaeoraptor vô hiệu, mẫu vật cũng được trao trả lại Trung Quốc sau khi họ xác định nó đã bị buôn lậu bất hợp pháp sang Mỹ. Vụ tai tiếng khiến cho các hóa thạch cũng như các danh pháp khủng long tại Trung Quốc hứng chịu sự nghi ngờ từ cộng đồng khoa học quốc tế. Thậm chí một số người còn nghĩ đến những điều tương tự với cú lừa hóa thạch Hy Mã Lạp Sơn của nhà cổ sinh Ấn Độ tai tiếng Vishwajit Gupta, diễn ra suốt 2 thập niên từ năm 1960 đến năm 1980. Tuy nhiên, nỗ lực của các nhà cổ sinh Trung Quốc trong những năm tiếp theo đã giúp ngành cổ sinh Trung Quốc giành được uy tín trong mắt cộng đồng khoa học quốc tế. Nhiều tên tuổi lớn trong ngành cổ sinh xuất hiện, chẳng hạn như Đồng Chí Minh, Trương Di Mạn, Triệu Hy Tấn hay là Từ Tinh, người được coi là đặt danh pháp cho nhiều loài khủng long nhất thế giới. Trung tâm nghiên cứu quan trọng nhất về khủng long ở Trung Quốc chính là Viện Cổ sinh vật học động vật có xương sống và cổ nhân học, viết tắt là IVPP, nơi công tác của nhiều nhà cổ sinh vật học nổi tiếng nhất nước này. Ngày nay thì bộ sưu tập hóa thạch khủng long của Trung Quốc tiếp tục là nỗi thèm khát và ước mơ của các nhà cổ sinh vật học trên toàn thế giới. Nhiều mẫu vật có giá trị và độ nguyên vẹn cực kỳ cao, từ phôi khủng long còn trong trứng được bảo quản hoàn hảo nhất thế giới như anh Lương Bảo Bảo, đôi cánh kỳ lạ di trì, hóa thạch khủng long có lông vũ đầu tiên Sinosaurus T-Rex hay tổ hợp 24 con khủng long Pisistacosaurus che chở lẫn nhau trước thảm họa, vân vân và mây mây. Đó là còn chưa kể những mẫu vật đã không may bị buôn lậu ra nước ngoài mà cho đến nay Trung Quốc vẫn chưa thể đòi về được, chẳng hạn như mẫu vật bộ da rác long két nguyên vẹn đang được lưu giữ tại Đức. Khủng long Trung Quốc cũng nổi tiếng với những giống loài hết sức đặc trưng. Bên cạnh khủng long có lông vũ giống chim thì chúng ta còn có nhóm khủng long sauropod cổ siêu dài thuộc họ Mamenchisauridae, với đại diện tiêu biểu là Mamenchisaurus sinocanadorum với cái cổ dài đến 15 mét. Họ khủng long có đôi cánh mang kỳ lạ Scansoriopterygiidae, khủng long Oviraptorosauria hay khủng long Therizinosauria. Người Trung Quốc đã xây dựng nên rất nhiều bảo tàng cũng như các công viên chủ đề khủng long trên khắp đất nước để thỏa mãn nhu cầu tìm hiểu cũng như giải trí bằng khủng long của người dân. Lớn nhất có lẽ là bảo tàng khủng long Tự Cống ở Tứ Xuyên, nơi có bộ sưu tập hóa thạch khủng long lớn nhất thế giới. Một địa điểm đáng chú ý khác là công viên khủng long Thường Châu ở tỉnh Giang Tô, được mệnh danh là Jurassic Park của châu Á, nơi bạn không chỉ ngắm nhìn những bộ xương khủng long nguyên vẹn tuyệt đẹp mà còn trải nghiệm vô số dịch vụ giải trí liên quan đến khủng long. Và biết đâu, với bộ sưu tập khủng long đồ sộ của mình thì trong tương lai, Trung Quốc hoàn toàn có thể tạo nên một phiên bản Jurassic Park trên màn ảnh rộng của mình. Nếu các bạn yêu thích khủng long có dịp du lịch đến Trung Quốc thì đừng bỏ qua cơ hội tham quan những bảo tàng khủng long tại đây nha. Ngoài bảo tàng khủng long Tự Cống hay công viên khủng long ở Thường Châu thì chúng ta còn có bảo tàng tự nhiên Sơn Đông Thiên Vũ, bảo tàng cổ sinh vật học Liêu Ninh, bảo tàng lịch sử tự nhiên Bắc Kinh hay bảo tàng lịch sử tự nhiên của công ty đá Anh Lương với bộ sưu tập khủng long cũng hết sức phong phú và đồ sộ. Hiện nay, khi nói về khả năng có khủng long từng sinh sống cũng như hóa thạch khủng long tại Việt Nam, sẽ có 3 lập luận chủ yếu được đưa ra để bác bỏ.
Thứ nhất là Việt Nam không có hóa thạch khủng long vì lúc đó lãnh thổ Việt Nam chìm dưới biển, không hề có khủng long sinh sống. Thứ hai là Việt Nam khí hậu nóng ẩm, không thuận lợi cho việc tạo thành và bảo quản hóa thạch. Thứ ba là chiến tranh đã phá hủy toàn bộ hóa thạch của Việt Nam rồi. Về ba lập luận này đúng sai đến đâu? Với lập luận thứ nhất, Việt Nam không có hóa thạch khủng long vì lúc đó lãnh thổ Việt Nam chìm dưới biển, không hề có khủng long sinh sống. Thì như quý vị và các bạn có thể đã biết khi tìm hiểu thông tin trong sách vở, trên mạng internet hay trên chính kênh Mê Khủng Long TV, khủng long phi điều gần như toàn bộ đều là động vật sống trên cạn, với một số ngoại lệ có thể là động vật bán thủy sinh. Do đó khủng long không sống dưới biển. Chỉ có một số nhóm bò sát khác sống dưới biển thường bị nhầm là khủng long, chẳng hạn như ngư long, xà cảnh long hay còn gọi là thằn lằn cổ rắn và thương long. Và có một lập luận hết sức phổ biến cho rằng, vào thời khủng long sinh sống thì lãnh thổ Việt Nam hoàn toàn chìm dưới biển nên do đó không thể có khủng long từng sinh sống trên vùng đất ngày nay là Việt Nam. Những người đưa ra lập luận này thường dẫn chứng bằng việc tìm thấy hóa thạch sinh vật biển cổ đại tại nhiều địa điểm trong nước, chẳng hạn như hóa thạch sinh vật biển ở Tây Nguyên hay hóa thạch sinh vật biển ở cao nguyên Đồng Văn. Tuy nhiên, nên biết là thời đại khủng long theo những dữ liệu mới nhất bắt đầu cách đây khoảng 233 triệu năm và kết thúc vào thời điểm 66 triệu năm trước khi sự kiện tuyệt chủng phân trắng cổ cạn xảy ra. Trong khi đó thì rất nhiều mẫu hóa thạch sinh vật biển được tìm thấy tại Việt Nam có niên đại lớn hơn thế, chẳng hạn như mẫu san hô có niên đại hơn 400 triệu năm này được tìm thấy tại hệ tầng Kiến An, hay hóa thạch mỏ Ba Thùy được tìm thấy ở hệ tầng Nà Mo có niên đại 470 triệu năm. Một số mẫu hóa thạch khác có niên đại khoảng từ 150 đến 200 triệu năm, nghĩa là cách thời điểm kết thúc của thời đại khủng long khá xa. Trong khi đó thì những biến động về địa chất trong khoảng thời gian tính bằng triệu năm có thể nói là tương đối thường xuyên, do đó một vùng là biển có thể trở thành đất liền sau vài triệu năm là chuyện bình thường, chứ chưa nói đến là hàng chục triệu năm. Mặt khác thì như Dynoman đã nhiều lần đề cập, các nhà khoa học quốc tế đã tái hiện bản đồ địa chất cổ đại của trái đất và đưa lên mạng để người dùng có thể truy cập và đối chiếu tình trạng nơi họ đang sống với các thời kỳ cổ đại. Bạn có thể tự kiểm tra bằng cách truy cập vào địa chỉ đang hiển thị trên màn hình. Nếu xem xét hình ảnh của trái đất trong khoảng thời gian từ 230 triệu năm đến 66 triệu năm trước, có thể nhận thấy lãnh thổ Việt Nam trong giai đoạn này vẫn có nhiều phần là đất liền, chứ không chỉ hoàn toàn là biển. Ngoài ra thì Dynoman cũng tìm được một số thông tin khác, chẳng hạn như tấm bản đồ khủng long hồng chim tại Đông Nam Á. Theo tấm bản đồ này thì Việt Nam cũng như nhiều nước trong khu vực có sự hiện diện của trầm tích phi đại dương Jura phấn trắng. Điều khác biệt duy nhất là những nước như Thái Lan và Lào đã tìm thấy hóa thạch khủng long trong những lớp trầm tích này, trong khi đó Việt Nam thì chưa. Tuy nhiên, thông tin này cũng góp phần khẳng định thêm rằng Việt Nam không hoàn toàn chìm dưới biển trong thời đại khủng long. Như vậy, lập luận số 1 hoàn toàn không đúng. Lập luận số 2, Việt Nam khí hậu nóng ẩm, không thuận lợi cho việc tạo thành và bảo quản hóa thạch. Có khá nhiều điểm không ổn với lập luận này. Thứ nhất là khí hậu ở thời điểm hiện nay và giai đoạn 233 triệu năm đến 66 triệu năm trước có thể rất khác nhau, thậm chí là thay đổi nhiều lần. Hơn nữa, trên cùng một đất nước thì có thể có nhiều vùng khí hậu khác nhau, ví dụ như hiện tại khí hậu ở Sapa hay Đà Lạt không giống với khí hậu ở Đồng Nai, nên dùng chung một điều kiện khí hậu nóng ẩm để kết luận cho số phận của toàn bộ hóa thạch trên lãnh thổ cả nước có lẽ là điều không hợp lý. Thứ hai là các nước xung quanh Việt Nam khí hậu và thời tiết không quá khác biệt so với Việt Nam như Lào hay Thái Lan đều đã tìm thấy hóa thạch khủng long. Thứ ba là dù chưa tìm thấy hóa thạch khủng long nhưng ở Việt Nam đã có hóa thạch của các sinh vật có từ hàng trăm triệu năm đến hàng chục triệu năm, chẳng hạn như hóa thạch của rùa bánh xèo hay cá sấu Na Dương ở Lạng Sơn. Thứ tư là điều kiện quan trọng nhất để hình thành hóa thạch chính là làm sao để xác của một sinh vật chậm phân hủy nhất có thể. Thông thường thì xác của sinh vật sẽ bị chôn vùi trong một môi trường nghèo oxy, làm giảm hoạt động của vi sinh vật cũng như ngăn các sinh vật ăn xác thối tiếp cận. Điều này gần như không liên quan đến vấn đề khí hậu. Ở Trung Quốc, nơi vào thời đại khủng long được cho là có khí hậu nóng ẩm, người ta đã phát hiện ra nhiều hóa thạch khủng long có tình trạng bảo quản cực tốt, thậm chí có cả da lông và mô mềm hóa thạch. Do đó, lập luận số 2 cũng hoàn toàn không đúng. Lập luận số 3, hóa thạch khủng long tại Việt Nam bị chiến tranh phá hủy hết rồi. Trong 3 lập luận được đề cập trong video này thì đây có lẽ là lập luận khả dĩ nhất, bởi Việt Nam là một trong những quốc gia bị bom đạn tàn phá khủng khiếp nhất thế kỷ 20. Tuy nhiên, cần biết rằng không phải tất cả hóa thạch đều nằm trên mặt đất hoặc nằm gần mặt đất để bị bom đạn phá hủy trong chiến tranh. Phần lớn hóa thạch không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới vẫn đang nằm sâu trong lòng đất mà chúng ta không hề biết vị trí chính xác của chúng. Những hóa thạch này sẽ chỉ lộ diện khi có biến động địa chất đẩy lớp đất đá chứa hóa thạch lên trên. Do vậy, dù bom đạn có cày nát mặt đất thì phần lớn hóa thạch vẫn sẽ an toàn chờ ngày được khám phá. Mặt khác thì như phần phân tích ở lập luận số 2, không phải ở Việt Nam không tìm thấy hóa thạch. Chúng ta đã tìm thấy hóa thạch cổ hơn cả khủng long và trẻ hơn cả khủng long cũng có. Chỉ là chúng ta chưa tìm thấy hóa thạch của khủng long mà thôi. Thế nên lập luận số 3 cũng không đúng hoàn toàn, dù không thể phủ nhận rằng có lẽ đã có nhiều hóa thạch, cả của khủng long lẫn những sinh vật khác bị phá hủy trong chiến tranh.
Với cả ba lập luận trên đều đã bị bác bỏ thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào sự tồn tại của khủng long trên lãnh thổ Việt Nam vào thời cổ đại, cũng như khả năng sau khi chúng tuyệt chủng đã có một số trở thành hóa thạch và ngày nay vẫn còn ẩn sâu đâu đó dưới lòng đất chờ được tìm thấy. Nhưng tại sao cho đến giờ chúng ta vẫn chưa tìm thấy hóa thạch khủng long? Thứ nhất, dù là ở đâu trên thế giới thì hóa thạch khủng long cũng cực kỳ hiếm, và để tìm được một hóa thạch bảo quản tương đối nguyên vẹn bộ xương của con khủng long lại càng hiếm hơn nhiều. Đôi khi những gì tìm thấy chỉ là một khúc xương hay thậm chí một mảnh xương. Những nơi có nhiều khủng long là những nơi mà trong quá khứ từng có một mật độ khủng long sinh sống rất lớn, không loại trừ đó là những nơi có khí hậu theo mùa rõ rệt. Đến mùa khô thì khủng long có thể tập trung thành những đàn lớn để đi tìm nguồn nước và thức ăn. Vì thế khi chúng chết đi thì mật độ xương lớn sẽ đảm bảo nhiều hóa thạch được hình thành hơn và có độ nguyên vẹn cao hơn. Những địa điểm như vậy trên thế giới là rất ít, chẳng hạn như công viên khủng long ở Alberta, Canada, khu tưởng niệm khủng long quốc gia ở Mỹ hay sa mạc Gobi ở Mông Cổ. Nếu Việt Nam không phải là một nơi như thế vào thời đại khủng long, mật độ khủng long tập trung không đông đúc như vậy thì sẽ khó tìm thấy hóa thạch khủng long hơn. Thứ hai là lãnh thổ Việt Nam có những đặc thù riêng khiến cho việc phát hiện hóa thạch khủng long khó hơn những nước khác. Cách đây 10 năm có một bài báo tựa đề là Bật mí nửa thế kỷ theo dấu khủng long ở Việt Nam, trong đó phỏng vấn bác Nguyễn Hữu Hùng, Tổng thư ký Hội Cổ sinh Địa tầng Việt Nam. Bác giải thích rằng tại Việt Nam thì các nhà khoa học đã phát hiện ra thể trầm tích được hình thành trong môi trường đầm hồ lục địa của hai kỷ Jura và Phấn Trắng. Chúng phân bố ở một số vùng thuộc các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ, các đảo Phú Quốc, quần đảo An Thới, đảo Thổ Chu trên vịnh Thái Lan của tỉnh Kiên Giang. Đây là những tiền đề về địa tầng, trầm tích và môi trường cho công tác tìm kiếm dấu vết và hóa thạch khủng long. Tuy nhiên, địa hình phân bố của thể trầm tích này trên lãnh thổ Việt Nam có sự khác biệt rất lớn so với phía Tây Trường Sơn hay là Nam Lào. Đó là địa hình núi cao và thường bị chia cắt bởi các hoạt động đứt gãy kiến tạo, chứ không trải dài trên cao nguyên bằng phẳng, diện tích rộng hàng trăm cây số như ở Lào. Do đó, việc tìm kiếm hóa thạch khủng long ở Việt Nam sẽ khó hơn rất nhiều so với Lào. Thứ ba, hoạt động tìm kiếm hóa thạch khủng long ở Việt Nam hiện vẫn chỉ mang tính tự phát, xuất phát từ đam mê của các nhà khoa học chứ nhà nước không có kinh phí để tài trợ cho hoạt động này. Một số bạn cho rằng hóa thạch khủng long không có nhiều ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế, nên có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cái này thì mình không phản đối nha, bởi một hai mẫu xương khủng long hóa thạch có lẽ không giải quyết được vấn đề gì lớn. Tuy nhiên mình vẫn có hy vọng bởi ngành cổ sinh có quan hệ rất chặt chẽ với một ngành hữu ích cho kinh tế, đó là ngành địa chất. Nhiều hóa thạch khủng long ở trên thế giới từng được tìm thấy trong lúc khảo sát địa chất để tìm khoáng sản. Thế nên biết đâu trong tương lai, một chuyến khảo sát như vậy ở Việt Nam thì chúng ta sẽ tìm thấy hóa thạch khủng long. Hãy cùng hy vọng là như vậy. Như các bạn đã biết, Việt Nam chưa từng phát hiện hóa thạch khủng long trên lãnh thổ của mình và do đó cũng chưa từng xác định được có bất kỳ loài khủng long nào từng sinh sống trên đất nước Việt Nam thời tiền sử hay không. Tuy nhiên, Việt Nam không phải là quốc gia duy nhất ở châu Á có tình trạng này. Ở trong Đông Nam Á thì ngoài Việt Nam còn có các quốc gia hải đảo như Philippines, Indonesia, Brunei hay Đông Timor cũng chưa từng tìm thấy hóa thạch khủng long. Trong khi đó thì các nước như Malaysia, Myanmar, Campuchia đều đã tìm thấy hóa thạch khủng long, nhưng hóa thạch họ chưa đủ độ chi tiết để xác định được đó cụ thể là chi hay loài nào. Hơn nữa, Việt Nam hay các nước Đông Nam Á hải đảo cũng không phải là các quốc gia duy nhất gần như trắng về dấu tích hóa thạch khủng long. Tây Á cũng vậy. Trong số các quốc gia Tây Á hay còn gọi là Trung Đông thì họ chưa có bất kỳ loài khủng long nào được xác định. Tuy nhiên họ có rất nhiều tiền, thế nên vào tháng 10 năm 2020 thì một đại gia các tiểu vương quốc Ả Rập đã bỏ ra số tiền khổng lồ là 31,8 triệu đô la để tạo bộ xương T-Rex có nickname là Stan về để chuẩn bị trưng bày trong bảo tàng lịch sử tự nhiên mới của họ. Những cuộc đấu giá hóa thạch khủng long trên khắp thế giới cũng có sự tham gia của rất nhiều đại gia dầu mỏ và dự kiến trong tương lai, dù có hay không tìm thấy hóa thạch khủng long thì ở Tây Á vẫn sẽ có nhiều bộ xương khủng long được trưng bày hoặc cất giữ trong các bộ sưu tập tư nhân. Mà thật ra thì Tây Á cũng không tránh khủng long hoàn toàn đâu nha. Vào năm 2019 thì hai bác sĩ người Ba Lan trong lúc đi du lịch ở Jordan đã phát hiện các dấu chân khủng long gần cổ thành Petra, một địa điểm du lịch nổi tiếng. Trước đó thì vào năm 2008 cũng đã có một số dấu chân khủng long được tìm thấy tại Yemen. Tuy nhiên nước này đang trong tình trạng nội chiến nên không biết những dấu chân đó có được bảo vệ không hay đã bị phá hủy rồi. Tiếp theo là những quốc gia có ít khủng long, cỡ một hai loài. Chúng ta sẽ có hai cái tên đến từ Trung Á là Tajikistan và Kyrgyzstan, cũng như một cái tên đến từ Nam Á là Pakistan. Tajikistan cũng có một thời gian dài không có loài khủng long nào,
Tuy nhiên vào năm 2021 thì họ đã xác định được chi khủng long đầu tiên là Cancinathus, một chi theropod thuộc họ Dromaeosauridae, tức có họ hàng với Velociraptor quen thuộc với chúng ta. Kyrgyzstan thì có hai chi khủng long được phát hiện vào đầu thế kỷ 21, đó là Ferganosaurus và Ferganocephalus, đều được đặt tên theo thung lũng Fergana nổi tiếng ở vùng Trung Á. Ferganosaurus là một chi sauropod, còn Ferganocephalus lại là một khủng long hông chim và rất có thể thuộc họ hầu đầu long của Pachycephalosaurus. Tính ra thì Trung Á chỉ còn một quốc gia duy nhất chưa có loài khủng long nào, đó là Turkmenistan. Pakistan cũng có một chi được xác định vào năm 2003, đó là Brachiosaurus. Brachiosaurus ban đầu được mô tả là một loài khủng long hộ Pháp và có thể có liên hệ với những loài khủng long hộ Pháp ở châu Phi, do ngày xưa khu vực Ấn Độ và Pakistan ngày nay vẫn còn dính liền với châu Phi trong một khoảng thời gian khá dài. Tiếp theo là những quốc gia nhiều khủng long hơn một chút, nhưng dưới 10 loài. Đầu tiên là người bạn Đông Á của chúng ta, Hàn Quốc, hay có thể nói rộng hơn một chút là bán đảo Triều Tiên, đã bao gồm cả Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Tuy nhiên hiện tại thì đất nước phía Bắc bán đảo Triều Tiên vẫn chưa có bất kỳ loài khủng long nào được công bố, nên chúng ta chỉ có các loài khủng long đến từ Hàn Quốc thôi. Hiện nay thì Hàn Quốc có 4 loài khủng long, trong đó sớm nhất là Ultrasaurus vào năm 1983, một chi sauropod có kích thước lớn sống cách đây hơn 100 triệu năm. Tuy nhiên, danh pháp này đang nằm trong diện bị nghi ngờ và có thể thuộc về một chi khác đã biết. Sau đó đến năm 2001 thì họ tiếp tục công bố chi khủng long thứ hai là Puchiongosaurus, một chi khủng long cổ dài đến từ hệ tầng Hasandong. 10 năm sau thì họ lại công bố liên tiếp hai chi khủng long mới, đều lấy tên nước Hàn Quốc để đặt danh pháp, đó là Coryaceratops và Coryanosaurus. Nhiều hơn Hàn Quốc là Kazakhstan. Kazakhstan cũng đã phát hiện khủng long từ rất sớm, từ tận thập niên 1930 của thế kỷ 20. Điều thú vị là hiện tại ở Kazakhstan có 6 chi khủng long được đặt tên, thì có đến 5 là thuộc siêu họ Hadrosauridae, với các loài khủng long mỏ vịt hoặc giống khủng long mỏ vịt. Mặc dù vậy thì hầu hết các mẫu vật đến trong tình trạng tương đối kém hoặc rời rạc, nên chúng ta cũng không biết quá nhiều về các loài khủng long từng hiện diện trên đất Kazakhstan. Và cuối cùng, một quốc gia có rất nhiều khủng long từng được tìm thấy, đó chính là Uzbekistan. Người Việt Nam có lẽ chỉ biết đến Uzbekistan nhiều sau khi họ đánh bại chúng ta trong trận chung kết U23 châu Á năm 2018 ở Thường Châu, Trung Quốc. Nhưng chắc cũng ít ai biết rằng họ cũng nằm trong top quốc gia có nhiều khủng long nhất châu Á, thậm chí là nhiều hơn cả Thái Lan và Nhật Bản. Họ không chỉ sở hữu các chi khủng long riêng biệt mà còn có những chi được tìm thấy ở cả Uzbekistan lẫn quốc gia khác, chủ yếu là Trung Quốc. Tính tổng cộng thì có lẽ Uzbekistan sở hữu khoảng 15 chi khủng long, tuy nhiên có một số trường hợp nghi ngờ nên có thể giảm xuống còn 13 chi. Hệ sinh thái khủng long ở Uzbekistan có thể nói là hết sức đa dạng, từ khủng long theropod, sauropod, khủng long hông chim như giáp long, khủng long mặt sừng. Nổi tiếng nhất trong số các loài khủng long ở Uzbekistan có lẽ là Timurlenja, một chi theropod thuộc siêu họ bảo long được xác định vào năm 2016. Vừa rồi là một số thông tin sơ lược về các quốc gia còn lại ở châu Á đã có chi và loài khủng long được xác định. Một số quốc gia có thể đã có hóa thạch khủng long được tìm thấy nhưng chưa đủ khả năng để xác định loài, cũng như nhiều quốc gia chưa tìm thấy bất kỳ hóa thạch khủng long nào. Để tổng kết lại series khủng long châu Á thì chúng ta hãy cùng làm một bảng xếp hạng. Đứng đầu bảng xếp hạng khủng long châu Á sẽ là Trung Quốc, quốc gia có nhiều khủng long nhất châu lục. Bao nhiêu thì Dinoman không đếm được cụ thể, chỉ biết là có hơn 100 chi đã được xác định. Tiếp theo sẽ là Mông Cổ, cũng không cần đếm luôn, chỉ biết là rất rất nhiều dù ít hơn Trung Quốc, chắc cũng gần 100 chi đã được xác định. Ở vị trí thứ 3 sẽ là Ấn Độ, với khoảng 26 chi đã được xác định. Tuy nhiên cần lưu ý là Ấn Độ trong thời đại khủng long không gắn liền với châu Á, mà nằm ở phía nam của siêu lục địa Gondwana, gắn liền với châu Phi và Madagascar ngày nay. Thế nên khủng long Ấn Độ có nhiều nét riêng so với phần còn lại của châu Á. Ở vị trí thứ 4 của chúng ta là Uzbekistan với 15 loài, tính cả những loài đang bị nghi ngờ. Đứng ở vị trí thứ 5 sẽ là Thái Lan với tổng cộng 13 loài, cũng là quốc gia có nhiều khủng long nhất khu vực Đông Nam Á. Thứ 6 sẽ là Nhật Bản, tổng cộng 12 loài. Thứ 7 là Kazakhstan với tổng cộng 6 loài. Thứ 8 là Hàn Quốc, tổng cộng 4 loài. Thứ 9, đồng hàng là Lào và Kyrgyzstan, đều có 2 loài. Và thứ 10, đồng hàng là Pakistan và Tajikistan, đều có 1 loài.
Còn những nước chưa có như Việt Nam thì đương nhiên là sẽ không xếp hạng. Tuy nhiên hãy cùng hy vọng là một ngày nào đó, chúng ta sẽ tìm thấy hóa thạch khủng long cũng như xác định được đó là chi loài nào để góp mặt trên bảng xếp hạng này. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký, cũng như theo dõi để cập nhật các video mới trong tương lai nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.